Alo, nó mình nghe được không? Sao hôm nay vắng vẻ Nghe được. Đây, các bạn nhìn thấy đây là một cái format khi chúng ta thiết kế API. Tất nhiên là sau này khi các bạn đi làm rồi thì các bạn sẽ được sử dụng một vài cái tool để mà các bạn thiết kế API và share ra cho cả team. Thì đối với lớp mình thì anh sẽ làm đơn giản như thế này để cho chúng ta hiểu. Thì tất cả những cái phần mà chúng ta đã làm ở buổi trước ấy, thì chúng ta sẽ phải đi quản lý cái này. Thì cái lộ trình của chúng ta là sẽ đi viết API cho từng cái này, cho từng cái phần này. Đó. Sau đó thì chúng ta sẽ, sau khi xong phần API rồi, thì anh sẽ ưu tiên viết cái phần API login, logout cuối cùng, authentication ấy, cuối cùng. Thì và phần phân quyền nữa, anh sẽ làm cuối cùng. Thì sau khi mà chúng ta xong hết API thì chúng ta lại quay sang chúng ta học Vue. Đó. Chúng ta học Vue.js. Sau đó chúng ta sẽ build client side với Vue.js và sẽ gọi lên các API này. Đó, mình hiểu chưa? Đó. Nên là phần này khá là quan trọng mà anh đang thấy là không khá là ít. Lớp mình hôm nay các bạn join vào khá là ít. Đó, rất là vắng. Thì không biết là nếu có vấn đề gì không. Đây. Tính đến thời điểm hiện tại thì mới có 12 bạn, mới có thêm một mống nữa. Hình như là các bạn không nắm được lịch học bù thì phải, có đúng không nhỉ? Lớp mình có khoảng 25 bạn à. Căng nhỉ. Anh bắt đầu như cả lớp. Anh sẽ bắt đầu nhé. Mười ba bạn rồi. Thiếu mất nửa lớp. Có lẽ là anh cứ bắt đầu đi, vì chúng ta còn video quay lại nữa. Đó.
Và nếu mà các bạn hôm nay join ít như thế này thì anh sẽ dạy một chút thôi. Được chưa? Ok, chúng ta bắt đầu đi. Thì đầu tiên anh sẽ quay trở lại với cái bài của chúng ta, với cái phần project của chúng ta. Thì anh có nói với các bạn là phải cài Postman lên. Vì khi làm việc với API thì chúng ta sẽ sử dụng Postman để chúng ta test API. Được chưa? Rồi. Rồi, thế thì dành một chút thời gian giải đáp thắc mắc đi. Ý kiến khá hay đấy. Các bạn có thể nói đi, cho nó dễ. Vì hôm trước chúng ta mới học thằng Database và Query Builder với một chút nữa liên quan đến Sheader. Và cái Sheader thì hôm trước chúng ta đang làm với cái phần câu trả lời đang chưa chuẩn lắm về cái trường Correct. Đó. Phần Relation nữa thì một vài cây phức tạp. Anh cũng chưa nói, anh mới nói ở đây mới 4 loại thôi. Database Quang Anh ok rồi à? Các bạn có thể bật mic lên nói nhé. Khả năng là dành khoảng 15-20 phút nhỉ, trao đổi lại qua những cái mà chúng ta đã học đi. Sau đó thì trong cái thời gian đấy thì chúng ta sẽ chờ những bạn khác vào lên 15 thì kìa. Có ai hỏi gì không? Toàn bộ những cái mà chúng ta đã đi qua rồi ấy. Chúng ta mới chỉ chạm vào router, controller, model, relation, database, migration, seeder và chúng ta đi hết sức cơ bản. Chưa có gì phức tạp cả. Thực ra là muốn phức tạp thì các bạn phải bài toán. Còn kiến thức thì nó cũng sẽ chỉ trong cái phạm vi đấy thôi. Lớp mình cũng không ai hỏi gì à? Có cần hỏi gì không? Thực ra cái phần Query Builder ấy, thì chúng ta còn rất nhiều cây nữa, ví dụ như là làm join các bảng nó như thế nào thì sau này chúng ta viết API chúng ta sẽ làm những đó. Join table như thế nào này, hay là khi mà chúng ta xử lý những cái dữ liệu nó nhiều thì sẽ như thế nào, kiểu như vậy. Đó. Hay những cái liên quan các câu lệnh thôi, như là khi các bạn query với dữ liệu nhiều ấy, mọi người phân trang hay dùng offset ấy, thì sẽ gặp vấn đề gì, kiểu như vậy. Thực ra thằng offset chạy rất là chậm, SQL của thằng MySQL, câu query của MySQL nó chạy khá là chậm khi mà các bạn dùng offset limit, chậm cực kỳ luôn. Ừ, phần view chúng ta sẽ dùng riêng, có nghĩa là chúng ta viết client side riêng. Đó, có lịch hẹn với các bạn rồi. Phần migration ấy, thì không có gì phải bàn nữa. Cái phần seeder thì nó cách dùng nó chỉ đơn giản như thế thôi. Còn đâu với mỗi bài toán nhé, thì các bạn sẽ áp dụng vào nó chắc chắn là khác nhau. Đó. Và phần query builder này thì nói rồi này, phần relation thì chúng ta mới làm qua một vài cái như has many này. À, tức là một nhiều, một một và nhiều nhiều, thì thực ra đấy là ba cái kiểu mà chúng ta hay gặp trong thực tế nhất. Đó. Ngoài ra thì nó sẽ còn một vài cái nữa, đó là khi mà chúng ta dùng relation chúng ta query như thế nào thì anh sẽ nói đến khi chúng ta làm API. Đó. Và một vài kiến thức chúng ta sẽ cố gắng sẽ áp dụng vào, ví dụ như notification ở trong Laravel này, hay là những cái liên quan đến send email, mấy cái đó, queue nữa. Queue thì sẽ hơi khó để áp dụng.
và scheduler event nữa. Mấy cái đó anh sẽ cố gắng anh sẽ đưa vào trong cái project của chúng ta. Đó. Có cái project về mà anh bảo là Sơn với Quang Anh join vào ấy, thì anh vừa mới xong cái Trello, thì chắc hôm nay anh sẽ add hai bạn vào nhé. Cũng không cần để ý quá nhiều đến view. Thực ra các bạn khi mà các bạn viết backend ấy, viết API là các bạn đang viết backend rồi. Nó không khác gì các bạn viết web server rendering, có nghĩa là viết phần API nó tương đương với việc mà các bạn làm các công việc liên quan đến backend rồi. Hiện tại anh vẫn chưa add hai bạn vào Git với Trello đâu. Phần view này thì các bạn nên biết, bởi vì sao? Bây giờ xu hướng là kể cả các bạn đi làm thì chắc chắn họ sẽ dùng view rất là nhiều. Đặc biệt nếu mà dự án dùng Laravel thì họ không bỏ qua view đâu. Khi mà làm kể cả backend và frontend. View nó chủ yếu dùng để làm cho backend ấy. Nó làm backend nhiều lắm. Phần liên quan đến phần cách dữ liệu các thứ nữa. Phần view backend ấy. Không, view nó làm cho cả hai, cả frontend, nhưng mà các trang quản lý nó sẽ dùng view nhiều. Người yêu với vợ thì khác gì nhau? Cái này thì miễn bàn ở đây. Rồi ok, quay trở lại bài của chúng ta nhé. Anh sẽ quay trở lại cái bài hôm nay. Chúng ta sẽ đi build API 16 mạng rồi. Có 16 bạn rồi, và chúng ta sẽ không chờ nữa. Thì đầu tiên anh sẽ nói về cái API mà chúng ta sẽ build cho phần exam. Tại vì phần này là phần đơn giản nhất. Đó, thì cái phần list này nó sẽ bao gồm include cả cái destination và anh sẽ làm từng API một, và chúng ta sẽ thiết kế cái API đấy. Có nghĩa là khi các bạn làm API thì các bạn phải làm để cho người khác có thể gọi được, mà để gọi được thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ phải viết document cho nó. Thì cái document nó đơn giản như thế này, ok chưa? Thì quay trở lại bài của chúng ta thì anh sẽ sử dụng API. Thì các bạn nhìn thấy là API của nó sẽ khi mà viết thì nó sẽ nằm trong router API này. Tạm thời anh comment tất cả những cái API mà chúng ta đã học đây, sau này chúng ta sẽ dùng từ này sau. Anh sẽ comment nó lại. Và nếu mà chúng ta dùng backend riêng và API riêng và view riêng thì thậm chí chúng ta sẽ không dùng đến router này nữa. Đó. Tạm thời comment nó lại. Anh chạy lên. Anh sẽ chạy cái phần này lên. Và chúng ta xem là cái danh sách API hiện tại này. Cái danh sách API hiện tại nó sẽ như thế này. Các bạn có bị giật không? Router list này. Chậm lắm. Thằng Artisan này thỉnh thoảng nó rất là đơ.
Rồi, ok. Đó, hiện tại thì bây giờ nó chỉ có API này thôi. Nếu bạn đang nhìn thấy này. Thì bây giờ chúng ta anh sẽ nói về cái API đầu tiên. Thì các bạn biết là nếu chúng ta dùng API thì chúng ta sẽ dùng chúng ta thống nhất là sẽ dùng cái resource API nhé. Cái này này. Resource API này. Laravel được chưa? Chúng ta sẽ dùng này và anh sẽ đi làm cái này trước. Thì đầu tiên anh sẽ đi khai báo như thế này. Tạm thời anh sẽ bỏ cái này đi. Tạm thời anh comment cái này lại. Đó. Chúng ta vẫn cũng chưa làm middleware gì đây cả. Chúng ta đi build API trước đã. Anh sẽ tạo ra một cái router với cái resource như thế này. Anh để là xan có s và anh sẽ để là xan. Thì API chúng ta sẽ đặt nó ở trong API controller. Thì anh sẽ tạo ra một cái controller là như thế này, make controller và thư mục là API và tên của nó sẽ là xan controller. Đó thì chúng ta sẽ có cái này đây, ok chưa? Và ở đây chúng ta sẽ có nameplate. Thì nameplate của nó sẽ là gì? Thì ở đây anh sẽ có router này, root nameplate. Anh để nameplate sẽ là API. Đó. Và anh sẽ có một cái là prefix. Anh sẽ để API version bởi vì sao? Sau này có thể chúng ta sẽ phát triển nhiều version khác nhau. Ví dụ mỗi lần chúng ta nâng cấp lên ấy, nó gọi là version 1, version 2, version bao nhiêu đó thì các bạn sẽ để như thế này. Và anh sẽ có một cái group. Trong group này thì anh sẽ có các API call ở đây. Thì đây của anh sẽ là xan. Được chưa? Anh chạy nó lên này. Thì lúc này các bạn sẽ thấy là chúng ta đang có một cái lỗi dòng số 24 thiếu dấu chấm phẩy này. Đây. Anh chạy nó lên thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có cái list API nó như thế này. Đây. Các bạn thấy là API 1 exam này. Post này, get, create này. Get này, update này, delete, save, edit. Thì chúng ta sẽ chỉ cần đến những API đó là danh sách này, tạo thêm mới này, hiển thị chi tiết này và update, và chúng ta sẽ loại bỏ cái edit và create đi. Thì chúng ta sẽ dùng cái gì các bạn nhỉ? Dùng cái gì các bạn? Chúng ta sẽ dùng except. Dùng except thì sẽ tiện hơn đấy. Chúng ta sẽ bỏ đi cái gì các bạn? Chúng ta sẽ bỏ đi cái create. Chúng ta sẽ bỏ đi cái edit. Đây. Đó, anh chạy đây này. Đó thì lúc này chúng ta chỉ còn đó là danh sách này, thêm mới này, hiển thị chi tiết này, sâu ấy, và cái gì đây, update và destroy, được chưa? Tiếp nha. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ đi build nó. Build thì anh hôm trước anh có nói là chúng ta sẽ phát triển cái này theo mô hình gì các bạn? MVCX. Các bạn nghe đến mô hình này chưa? Đúng rồi, cái click nó chỉ là cái trang view thôi. MVCX này có nghĩa là
nó là cái model view controller và service. Đó, chúng ta sẽ dùng cái này. Đó, chúng ta sẽ dùng cái này. Thì anh sẽ tạo ra một cái service và chúng ta thống nhất với nhau, đây là chúng ta thống nhất project này của chúng ta sẽ thiết kế theo cái hướng như thế, và cái service của chúng ta nó sẽ thực hiện query ở trong đấy. Thì anh sẽ có một cái thư mục service đó, và anh giả sử ở trong này anh có exam service .php như thế này, ok chưa? Anh sẽ khai báo lên page của nó sẽ là a service. Đó, class của chúng ta sẽ là exam service như thế này, được chưa các bạn? Và anh sẽ yêu, anh sẽ sử dụng model vào trong này và yêu app model. Đó, chúng ta sử dụng model nào chúng ta sẽ yêu nó vào đây, và cụ thể của chúng ta sẽ là exam model. Đây, ok chưa? Đó, thì chúng ta sẽ viết một cái public function get all, có nghĩa là anh lấy ra tất cả các exam. Đây. Như thế này. Được chưa các bạn? Và bên API controller này thì anh sẽ có một phương thức là index. Đây. Được chưa? Anh sẽ có index và anh sẽ làm nó như sau. Index này anh sẽ lấy ra danh sách tất cả các exam mà chúng ta cần, chúng ta có, và chúng ta sẽ lấy ra và xử lý các thứ như phân trang, sort ở đây, kiểu như vậy. Các bạn đã hiểu không? Lớp mình có hiểu không? Thì bây giờ anh sẽ làm nó như sau. Anh muốn đổi cái API này đi một chút này. Tại vì anh nhìn cái danh sách này, anh muốn đổi cái API name này. Các bạn nhìn thấy API name nó là exam.index. Và anh muốn thêm vào nó là cái name của nó, ví dụ API.exam.index, anh muốn như vậy. Thì chúng ta sẽ phải đi đổi cái API như sau. Thì chúng ta sẽ đi đặt tên cho cái router resource của chúng ta. Thì cái router resource lúc này chúng ta sẽ đổi tên như sau. Chúng ta có thể add name cho nó. Anh sẽ xem cái cách để chúng ta đưa cái name vào. Sao vậy? Rồi. Đây. Ok. Đây, thì chúng ta quay trở lại đây, chúng ta sẽ add cái name vào đúng không? Thì chúng ta để xem nào. Cái mà chúng ta sẽ sử dụng, anh muốn add cái name vào cho cái router resource. Cách để chúng ta đưa vào cái data resource này
chính là chúng ta set cái prefix cho nó. À, mấy thằng này nó bỏ luôn, không thấy ném cái resource router đây nữa. Anh đang không nhớ chính xác cái cách chúng ta set cái name cho thằng resource, thì cũng khá là ít khi set. Anh sẽ set nó như thế này: prefix.api v1 chấm ừ rồi, cũng là một cách. Sorry, name chứ, name thì nó sẽ là v1 này. À, nhưng mà cái name này đối với API không có ý nghĩa lắm. Chờ sức đẩy xem, anh cũng quên mất cái cách set name cho thằng đối với thằng resource. Không biết là dùng name như thế này nó có hiểu không, vẫn dùng theo cách thông thường thì nó có hiểu không. Chấm API hôm nay anh nhớ là có đấy, trong document của nó có xem một lần rồi. Resource API prefix thì chúng ta sẽ hình như thằng 7 này nó bỏ hẳn cái document đấy rồi thì phải, anh còn không thấy luôn. Thôi được, hôm sau anh sẽ xem đỡ mất tham, với cả chúng ta gọi ở ngoài thì chúng ta sẽ chưa chắc đã dùng chung được với VM đây. Thì quay trở lại đây đi, thì ở đây anh sẽ dùng service nó như thế nào. Anh sẽ tạo ra một cái public function construct như thế này. Anh sẽ tạo ra một cái property là exam service như thế này, được chưa? Và chúng ta sẽ gọi nó vào thông qua thằng view này, sẽ là app service và nó sẽ là exam service như thế này, được chưa các bạn? Và trong đây anh sẽ gọi đến exam service thông qua cái dependent như thế này, nó sẽ là exam service và anh sẽ gán nó vào zip trở đến exam service này bằng cái gì thì nó sẽ bằng cái này, các bạn thấy không? Đó, và sau này nó sẽ thành một cái mô tuyết rất là chung chung để các bạn khi mà viết bất kỳ một cái nào thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ có sự tương đồng. Đây, được chưa? Và từ thằng service này anh sẽ gọi đến, thì trước khi gọi thì anh sẽ dùng try catch ở đây và sẽ bắt lỗi, thì ở đây chúng ta sẽ dùng cái exception. Đó, nếu có lỗi thì chúng ta sẽ làm như thế nào, kiểu như vậy. Thì ở trong đây chúng ta sẽ respond nó về dạng JSON vì nó là API nên chúng ta sẽ trả nó về dạng JSON, được chưa? Trường hợp lỗi cũng vậy, trường hợp lỗi thì chúng ta cũng sẽ trả nó về JSON như thế này. Đây, ok chưa? Anh sẽ start server lên nhé. Thằng này nó không cho phép mở một cái cửa sổ mới ở đây luôn. Đấy, toàn bộ OC đâu. Anh sẽ start server ở đây. Rồi. Và chúng ta sẽ bật một cái để mình sử dụng cho command line. Thì ở đây anh sẽ mở nó lên như thế này. Rồi, ok. Bây giờ anh sẽ test thử trước respond này. Thì đối với trường hợp mà trả về thành công thì anh sẽ trả về nó như thế này. Để các bạn thấy là chúng ta sẽ
lấy được view data như thế này. Thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái status. Nếu trường hợp thành công, status sẽ là gì? Thì status ở đây anh sẽ để theo cái HTTP status. Đó. Code là gì anh cũng sẽ để code. Đó, và một cái là cái data chúng ta sẽ trả về. Ok chưa? Còn ở dưới này nếu mà lỗi thì cũng sẽ để status. Đó, như thế này. Và cũng sẽ có mã lỗi. Và đồng thời thì đối trường hợp lỗi thì sẽ có message lỗi. Bây giờ anh chạy lên đây ra nhé, để các bạn hình dung ra API của chúng ta sẽ đi xây dựng. Đây, chúng ta sẽ chạy cái này lên. Chúng ta start được server chưa? Rồi đúng không? Thì lúc này ở trong đây anh sẽ tạo ra một cái collection. Ví dụ như là project này. Cái quiz này của chúng ta sẽ trong cái quiz này thì chúng ta sẽ đi tạo ra những cái folder, ví dụ như là exam để chúng ta dễ quản lý. Đó, trong exam thì chúng ta sẽ có các API. Đây, ví dụ anh để là list exam như thế này. Đó là get. Ok chưa? Thì đường dẫn của nó sẽ là gì? Đường dẫn của nó sẽ là cái này. Đây này, nó tương đương với cái này này. Chính là cái URL của chúng ta, à, cái domain của chúng ta đang chạy. Đây. Được chưa? Thì anh sẽ ném nó vào đây. Và cái đường dẫn của nó sẽ là cái router list URL này, này. Nó chính là cái router list này các bạn đang nhìn thấy này. Đó, nó sẽ là API exam như thế này. Anh sẽ gọi lên như thế này. Xếp lại. Tại sao chúng ta lại dùng thằng Postman này? Bởi vì sau khi mà anh xếp thì sau này anh có thể share cho các bạn thông qua email này, bằng cách invite vào. Là các bạn có được cái cấu trúc này và sẵn dùng luôn. Được chưa? Đó, bây giờ anh sẽ request lên này. Vì chúng ta chưa có middleware hay là chưa có authentication gì nên là ở đây chúng ta có thể request lên luôn được như thế này. Đó, thì chúng ta xem nó đã lên chưa. Hình như là chưa lên thì phải. Đây, thì chúng ta thử chạy cái này lên nhé. Đấy, các bạn có thể thử chạy lên. Đó, nó vẫn đang trống trơn này. Tại sao như vậy nhỉ? Chúng ta đã rest bằng à, sorry các bạn, chúng ta chưa return. Đây. Đó, tương tự ở dưới này chúng ta sẽ return. Đây, thì nó sẽ có, nó sẽ trả về cái JSON kiểu như thế này. Được chưa? Thì thằng Postman này nó sẽ show ra cho chúng ta như thế này. Đây. Ok chưa? Thì sau này ông làm front end, ông chỉ quan tâm đến API và tôi gọi lên tôi cần truyền những cái gì và trả về cho tôi cái gì. Đó. Ok chưa? Thì cái phần response ấy, chúng ta sẽ quy định cái status như thế nào, thì chúng ta sẽ quy định cái status như thế này. Thì để quy định thì anh sẽ có một cái response. Cái response này thì chúng ta sẽ sử dụng của thằng Symfony. Thì core của Laravel nó là Symfony. Đây. Thì chúng ta sẽ sử dụng như thế này, Symfony component HTTP foundation và nó sẽ là response như thế này. Nó là một cái class. Đây. Ok chưa? Thì cái class này bản chất của nó sẽ có rất nhiều các mã code. Anh có thể mở lên để cho các bạn xem bản chất của thằng này là gì. Đây. Thì anh sẽ mở lên. Các bạn sẽ thấy đây Symfony HTTP Foundation Response đây. Đây. Thì các bạn sẽ thấy đây nó sẽ quy định các code. Nhìn thấy chưa? Code của HTTP đó. Đó.
Đây, và nó có giải thích rất rõ ràng. Ok chưa? Thì chúng ta sẽ dùng nó thôi. Thì bản chất cái này nó là hằng số. Những cái code này nó là hằng số nên là chúng ta sẽ dùng nó ở mức đơn giản như thế này. Chúng ta sẽ gọi vào. Ví dụ trường hợp nếu mà ở đây thì status chúng ta sẽ quy định là gì? Kiểu như vậy. Thì ở đây ví dụ anh sẽ quy định cái code à, status là true có nghĩa là không có lỗi. Đúng thì anh trả về như vậy. Còn trường hợp code thì anh sẽ trả về là response tên class này và anh sẽ trả về nó là http ok như thế này thì nó là mã 200 trong đây này thì các bạn sẽ nhìn thấy đó được chưa. Còn cái 500 đây thì anh sẽ trường hợp có lỗi 500 ấy, lỗi hệ thống thì anh sẽ trả về dưới này để status là full và anh sẽ trả về sẽ là respond lỗi 500 như thế này. Đây, được chưa? Để các bạn biết. Và cái message lỗi thì anh sẽ lấy thằng này. Anh get message. Đây. Được chưa các bạn? Đó, thì chúng ta thử lại này. Chúng ta sẽ thấy là à, nó sẽ trả về cái này. Nhưng cái mà chúng ta cần nó không phải là cái này. Cái chúng ta cần nó là danh sách các exam. Ok chưa? Thì cái danh sách exam thì chúng ta sẽ gọi vào trong anh sẽ tạo ra một cái biến exam để anh chứa dữ liệu khi lấy được exam. Anh sẽ gọi đến exam service như thế này. Và anh sẽ gọi đến get all. Đây. Được chưa? Thì ở trong service chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ return cái exam pagination như thế này. Đó. Được chưa? Và anh giả sử anh sẽ truyền cái pagination vào đây. Limit anh để bằng 10. Default anh sẽ là 10. Đó, nhưng anh sẽ vẫn truyền vào đây. Có nghĩa là mặc định anh sẽ lấy 10 bản pi ra. Thì cái exam này của chúng ta sẽ anh sẽ trả về một cái biến exam như thế này. Và đây sẽ là exam. Đây. Ok chưa? Chúng ta chạy thử lên này. Đây, lúc này chúng ta chạy thử lên thì các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ phải lấy ra được cái exam như thế này. Đây. Các bạn thấy chưa? Đó. Chúng ta sẽ lấy được như thế này. Được chưa các bạn? Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. Exam. Vì nó là một cái pagination thì anh sẽ để pagination. Exam. Pagination như thế này. Đấy. Được chưa các bạn? Thì anh sẽ tạo ra một cái biến là exam này, cái pagination này, anh sẽ get, anh sẽ là item, đấy. Chỉ lấy về cái data của nó thôi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó sẽ bỏ qua những thằng này. Đây. Các bạn sẽ nhìn thấy này. Đó. Thì chúng ta lấy ra được các exam như các bạn đang nhìn thấy ở đây. Có 10 cái exam ID từ 1 đến 10. Và đồng thời anh cũng sẽ phải lấy cái thông tin phân trang. Lấy thông tin phân trang để làm gì? Để mà thằng client nó xử lý phân trang. Thì anh sẽ lấy dựa qua cái này và thông thường thằng Laravel hay tất cả các API thì chúng ta sẽ quy định theo chuẩn nó đang quy định đó là nó sẽ để là meta. Đó. Thì trong meta chúng ta sẽ cần lấy ra cái gì thì chúng ta trả về cái đó thôi. Thì trong meta chúng ta sẽ cần à, anh cần lấy ra đầu tiên là anh sẽ dd cái này lên. Đó,
thì nó trả về cho anh cái object như này. Thì đầu tiên anh sẽ lấy ra tổng số bản ghi. Đây thì anh sẽ là total bằng sang paginate anh get total. Tạm thời comment này lại chạy lên. Các bạn sẽ thấy meta của anh có total được chưa? Sau đó anh sẽ lấy ra per page, có nghĩa là số bản ghi trên một trang là bao nhiêu. Anh sẽ lấy per page như thế này, thì đây nó sẽ là per page đó. Tiếp theo nó sẽ là gì? Anh sẽ lấy ra cái trang hiện tại là trang bao nhiêu. Như vậy thì chúng ta sẽ có thằng này, và chúng ta sẽ lấy ra cái, có lẽ như thế này là đủ, như vậy thôi. Trang hiện tại, tổng số trang, tổng số bản ghi, đó, chỉ cần như vậy thôi. Đó, ngoài ra còn một vài cái option nữa thì chưa cần. Đây, ok chưa? Đó, chúng ta chạy lên này. Đây, thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có những thông tin này. Được chưa? Đó. Thì bây giờ chúng ta muốn phân trang thì chúng ta sẽ truyền lên như thế nào? Thì chúng ta sẽ viết API phân trang. Chúng ta sẽ xử lý luôn đi phân trang. Thì phân trang của chúng ta cần truyền lên cái gì thì chúng ta sẽ phải định nghĩa. Chúng ta sẽ định nghĩa nó như sau. Đây, anh sẽ định nghĩa. Thì chúng ta chỉ cần truyền lên một cái para như thế này, chấm page bằng 1 nếu là 1. Đây, và nếu mà là 2 thì các bạn sẽ thấy nó nhảy sang trang 2. Nhìn thấy chưa? Chỗ này anh muốn cho, ừ rồi. Đây, nó là trang 2 này. Trang hiện tại này là 2. Vẫn lấy 10 bản ghi này. Đó, ok chưa? Còn nếu mà nó là người dùng thay đổi là, à, tôi không muốn lấy ra 10 bản ghi mà tôi lấy muốn lấy ra 20. Ví dụ tôi để minute bằng 20. Đó, thì chúng ta phải lấy ra 20 bản ghi và trang 1 đi. Hết bằng 1. Đó, thì các bạn thấy ý nghĩa của từ $get ở trong PP nó lại có vai trò ở đây. Đây, anh viết như thế này. Thì đang lấy ra 20 bản ghi. Đây, anh đang cần lấy 20 nhưng mà ở đây đang chưa đủ. Đúng không? Thì chúng ta sẽ làm như sau. Ở đây chúng ta sẽ truyền cái request như thế này. Request. Có nghĩa là nếu mà người dùng truyền dữ liệu lên thì anh sẽ lấy ra được cái request của get. Với cái biến là limit như thế này. Đây, anh thử nhé. DD này. Đó, anh chạy lên này. Anh chạy cái link này lên trên web để các bạn nhìn rõ ràng hơn này. Thì các bạn thấy anh lấy được 20 đúng không? Còn nếu mà người dùng không truyền được gì vào thì nó làm luôn. Thì chúng ta sẽ xử lý như thế này. À, anh sẽ truyền cái limit này vào. Nếu mà không có thì anh gắn default là bằng 10. Chúng ta tạo ra một cái constant đây. Chúng ta sẽ tạo ra một cái biến phân trang cho cả hệ thống. Anh sẽ để là config như thế này. À, anh để là perpet đi. Dùng chung cho cả hệ thống đi. À, nên đọc cái file khác hay là dùng ở đây nhỉ? À, rồi anh sẽ để tạo vào đây đi. Chúng ta sẽ để là pagination. Đó. Và anh sẽ có cái nội dung là perpage. Có nghĩa là tổng số bản ghi trên một trang. Nếu mà chúng ta không có thì chúng ta sẽ default là 10. Như thế này. Được chưa? Đó. Thì anh sẽ làm như thế này.
anh sẽ là app.paginet đi cho nó ngắn. Paginet.perfect. Đó, nếu mà có request anh sẽ tạo ra như này để các bạn nhìn được dễ. Anh tạo ra tương biến đi. Nếu mà có request thì lấy request, trái lại không có thì anh sẽ lấy config. Tên file này chấm tên key và chấm tên key tiếp theo. Perfect như thế này. Ok chưa? Và anh sẽ truyền vào như này cho nó ngắn gọn. Được chưa các bạn? Được chưa? Đó. Trong này của chúng ta cũng đã default là 10 rồi, không vấn đề gì. Chạy lên này. Đó. Thì lúc này các bạn quay trở lại API này. Request nếu limit bằng 20 các bạn sẽ thấy nó lấy ra bao nhiêu bản ghi? 20 thằng. Đây. Được chưa? Đó. Nếu mà anh thay đổi là 15, có nghĩa là chúng ta phải làm linh hoạt như vậy. Khi mà client nó request lên thì nó sẽ phải thay đổi theo. Đó, anh cũng sẽ lấy ra 15. Đây. Và nếu anh giả sử anh lấy ra 20, tổng số bản ghi của chúng ta đang có là 30 thôi. Nếu anh lấy ra 20 này thì trang thứ nhất của nó sẽ có 20 bản ghi. Nhưng trang thứ hai nó chỉ còn 10 thôi. Đây. Đây. Đó, ok chưa? Từ 21 cho đến 30. Các bạn hiểu chứ? Rồi. Anh sẽ đi tiếp. Thì đây là chúng ta đang lấy dữ liệu theo cái request mà người dùng gửi lên. Thì các bạn thấy là trong một trang danh sách nó sẽ có sort nữa. Có nghĩa là sắp xếp ID hoặc là sắp xếp name theo trường gì đó. Thì lúc này chúng ta sẽ quy định như thế này. Và đó. Và cái gì? Ví dụ anh để là sort. Anh sẽ để là column. Là sort theo cột nào, name đi chẳng hạn, ID đi. Đó, và kiểu sort là gì? Anh sẽ để biến sort. Ví dụ như là DESC như thế này. Thì chúng ta cũng cần phải xử lý cái việc này. Đó, ví dụ anh muốn sort name theo chiều giảm dần. Đây này. Đó, thì lúc này chúng ta suy ra được cái API document của chúng ta. Chúng ta quay vào đây chúng ta update, nó sẽ như thế này. Đó, ok chưa? Kiểu như vậy. Đó, và cái request lên này, các bạn thấy là nó sẽ như thế này. Request lên nó sẽ như thế này. Đó, được chưa? Được chưa? Và chúng ta để cái domain như thế này là domain. Thì sau này người xem API họ không cần phải hỏi lại các bạn cái gì cả. Đó, domain thì anh sẽ để là domain như thế này. Thì sau này nhìn vào đây họ biết là tôi sẽ phải sử dụng cái request như thế này. Đó, localhost 8000 và API này. Được chưa? Đó. Và cái response trả về như thế nào? Thì các bạn sẽ phải lấy một cái response default ra. Ví dụ anh lấy, ví dụ anh lấy 5 2. Một cái response mẫu các bạn để vào để người dùng biết là dữ liệu trả về sẽ như thế nào, để sau này họ xử lý. Đó, thì nó sẽ như thế nào. Kiểu như vậy. Thì chúng ta như thế này là chúng ta đã làm hoàn chỉnh xong một cái API design. Đây. Đi làm các bạn cũng làm như thế này là ngon nhẹ rồi. Đúng rồi, phải có document. Đến khi cái ông làm còn chả nhớ thì dự án rất nhiều việc. Đó. Thì hỏi lại nhau thì sẽ có những cái này. Đó, thì rõ ràng anh biết phần Vue.js anh không quan tâm là ở trên ông xử lý code như nào, anh chỉ quan tâm là cung cấp cho tôi cái API như thế này, method là này và tôi gọi lên theo đường dẫn để mẫu như thế này, thì response tôi trả về được cái dữ liệu như thế này. Đó, và trường hợp đây response, nếu trường hợp này là trường hợp success nhé, success thì cái response mẫu sẽ như thế này. Đó, trường hợp mà fail thì chúng ta cũng sẽ phải có cái response mẫu. Anh giả sử như vậy, chúng ta sẽ tạo ra một cái tình huống fail
Đây. Anh dạy các bạn ở đây không phải là chỉ mình cái code này nhé, mà chúng ta sẽ nói đến cái việc chúng ta làm sao cho nó ổn khi mà các bạn làm việc thực tế nữa. Đó, thì các bạn thấy là khi mà fail này, thì nó sẽ xảy ra lỗi, nó không rơi vào exception, nó phải rơi vào exception mới đúng. Chúng ta chưa bật debug cả. App debug true mà. Thì chúng ta sẽ phải handle được cái trường hợp lỗi. Anh ở đây, chúng ta truyền F ở đây xem nó rơi vào không nào. Đây, đó, có nghĩa là cái biến này này nó chưa tồn tại mà chúng ta lại dùng nó ở đây. Đây, một thằng không có F là một thằng có F, thì nó nhảy vào cái lỗi và nó báo lên cái lỗi là undefined như thế này. Đó, chúng ta bị mất cái mất cái code này, code lỗi, thì chúng ta sẽ nhận được cái response như thế này. Ok chưa? Thì các bạn mà làm như thế này thì như thế này, khi trong quá trình đi làm thì các bạn được giao việc, ví dụ viết API các bạn làm ngon nghề như thế này, chẳng có lý do gì mà chúng ta lại bảo là em vào đây để mà học hỏi kinh nghiệm cả, lương lại thấp nữa, cứ mạnh dạn đề xuất. Ok chưa? Đó, thì nó sẽ rất là rõ ràng. Rồi, ok, anh sẽ quay trở lại đây, anh sẽ bỏ cái này đi. Đó, thì lúc này quay trở lại bài toán của chúng ta này, thì chúng ta sẽ có cái này. Nhưng bài toán lúc này chúng ta đang cần sort đúng không? Chúng ta có 10 cái này như vậy, và chúng ta cần sort. Thì ở trên server chúng ta sẽ phải lấy ra được cái column này đúng không? Thì sort thì trong Laravel nó xử lý sort như thế nào? Nó sẽ sort như thế này. Anh tạo ra một cái biến query như thế này. Có gì ở đây cả. Ok, trường hợp không có sót thì chúng ta không dùng mà. Nên là anh sẽ để tạm như thế này. Anh sẽ để như thế này, viết như thế này luôn đấy. Ok chưa? Khi mà có sót thì chúng ta sẽ có một cái trường gọi là order by đây. Order by nó là một cái mảng. Nó là một cái mảng. Ok chưa? Thì nếu mà trường hợp cái mảng này nó khác rộng, cái mảng này nó khác rộng, tồn tại thằng này ạ, thì chúng ta sẽ làm gì? Thì chúng ta sẽ xử lý nó như sau. Thì ở ngoài này anh cần truyền vào trong cái get all này một cái mảng. Thì trước khi truyền vào thì chúng ta sẽ xử lý để đưa cái order by vào. Anh sẽ có order by ở đây. Chúng ta sẽ có cái biến order. Order này anh sẽ làm gì? Anh sẽ có một cái mảng chúng ta lấy được thông qua cái request get. Chúng ta sẽ get được cái column, có nghĩa là cái cột mà chúng ta cần set. Get column. Đó, và chúng ta sẽ get ra được cái gì nữa? Chúng ta sẽ get ra cái sort, có nghĩa là cái kiểu sort của nó là gì. Bây giờ anh chạy lên nhé, để các bạn nhìn thấy. Đây, anh sẽ chạy đúng cái đường dẫn này lên. Thì các bạn sẽ nhìn thấy, chúng ta sẽ lấy ra được a sort bằng cái này và biến sort này sẽ bằng ví dụ như là DESC. Kiểu sort là gì ấy? Đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ xử lý ở bên ngoài controller như thế này. Đó là nếu mà tồn tại cái thằng này, có nghĩa là thằng này có giá trị đó, và thằng này cũng có giá trị. Okay. Thì anh mới truyền vào, anh mới truyền giá trị vào, thì anh sẽ tạo ra được cái order by của anh. Nó sẽ là một cái mảng, nó là một cái mảng như thế này. Mảng này của anh thì có key,
Mảng này của anh nó sẽ có key này, bằng chính cột này và có order bằng cái này. Đó, thì các bạn sẽ nhìn thấy cái mảng này của anh lúc này nó sẽ như thế. Đó, sort ID theo cái kiểu sort như thế này. Được chưa? Đây. Được chưa các bạn? Đó. Và anh sẽ chạy nó lên. Anh sẽ truyền nó vào đây. Như thế này. Và trong phần service này, anh sẽ kiểm tra nếu mà tồn tại cái order này thì anh xem là anh lấy được order chưa. Đây, anh lấy được order chưa? Đó, anh lấy được rồi, cũng là mảng này đúng không? Thì order của nó sẽ dùng như thế này. Query này. Order by. Tên cục. Đó. Nên và bên này là kiểu sort là gì? Đây, được chưa? Thì các bạn lấy được tên cột chưa? Lấy được rồi đúng không? Có đúng là chúng ta lấy được rồi không? Thì chúng ta sẽ implode thằng này ra. Như thế này. Đây. Thì các bạn sẽ thấy là anh sẽ lấy được cái giá trị này. Đấy, có lỗi gì này? Chấm phẩy. Đây. Implode. À. Implode thì lấy được. Chỗ này chúng ta nên xử lý khác một chút. Đây, như này cho dễ. Rồi anh sẽ xử lý khác một chút. Order. Order by. Anh cũng sẽ truyền vào cái mảng như thế này. Có call là gì? Như này thì nó clear hơn và dễ lấy hơn. Đó, sort là gì? Kiểu sort là gì? Thì ở trong service này các bạn nhìn thấy là anh sẽ đánh ra được cái mảng này. Nó như thế này và anh biết luôn key. Key column này, sort thì anh sẽ lấy luôn vào đây. Đó. Và anh sẽ lấy sort ở đây. Theo các bạn thì chương trình này của chúng ta liệu có lỗi không? Liệu có thể xảy ra trường hợp lỗi không? Đây, anh chạy nhé. Đây, anh chạy này. Chạy lên này. Đó, chúng ta sort ID giảm dần này. Nếu mà anh lấy ID tăng dần này. Đó. Ok chưa? Theo các bạn thì chương trình này liệu có lỗi không? Liệu có xảy ra lỗi được không? Thì xin thưa là có. Có khi nào? Cái này bị lỗi khi người dùng nhập linh tinh vào đây này. ASC này, kiểu như vậy. Thì câu SQL nó sẽ không có cái lỗi này. Đó. Hay người dùng nhập linh tinh vào đây là nhập một cái cột mà không thuộc cái bảng đấy. Đó, thấy chưa? Nhưng mà vì chúng ta đã try catch rồi. Chúng ta đã try catch rồi nên nó sẽ rơi vào lỗi. Chúng ta sẽ bắt được lỗi. Đó, thì các bạn làm chặt chẽ như vậy. Các bạn dùng try catch thì nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta handle được những cái lỗi ngoài ý muốn. Đây, nó sẽ như thế này. Nó bảo là không biết cái cột này là gì. Ví dụ anh short cho name nhé. Mà ASC này. Nó sẽ thay đổi theo này. Đó, DESC này. Đó, ok chưa? Đó, thậm chí các bạn sort theo credit thì các bạn chỉ thay đổi ở đây ngày giảm dần hoặc ngày tăng dần. Đó, nhưng mà vì chúng ta tạo ngày nó khá liền nhau, chúng ta đăng dữ liệu nên nó sẽ không thay đổi. Nhìn ID là dễ nhất, tăng dần hoặc giảm dần. Đây, được chưa? Đó, thì lúc này chúng ta sẽ có được cái API
lead exam như mong muốn. Đó. Thì đây là một phần trong cái trong cái phần API quản lý cái project của chúng ta, để sau này chúng ta gọi nó từ Vim. Được chưa các bạn? Đó. Thì đối với phần này thì anh nghĩ là nó xong rồi. Đối với phần danh sách này, thì đối với một trang danh sách thì chúng ta thông thường nhá, thì sẽ có list ra, rồi sort, rồi là phân trang, thì chúng ta đã giải quyết rồi. Còn một số trường hợp thì chúng ta sẽ có một cái form search là để tìm kiếm cho nó nhanh. Đó. Thì cái đó chúng ta có thể bổ sung sau. Anh sẽ làm ở mức như thế này thôi. Được chưa các bạn? Rồi, ok. Vậy là chúng ta đã làm xong cái phần danh sách. Danh sách Excel. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang làm phần create, tạo mới một cái Excel. Thì cái tạo mới Excel thì API của chúng ta như thế nào? API của chúng ta nó sẽ là post Excel như thế này. Đó. Và cái request lên nó đơn giản là một cái mảng có name như thế này. Đó, và mình sẽ là exam name sample. Đó, giả sử như vậy thì chúng ta sẽ thử. Đây, chúng ta sẽ thử. Thì phương thức của chúng ta sẽ là store. Chúng ta sẽ nhảy xuống. Chúng ta tạo ra một cái public function store. Được chưa? Đó, và cái chúng ta cần là chúng ta phải validate. Anh sẽ nói cái validate sau, anh sẽ làm cái này sau trước đã. Bởi vì khi mà đụng đến validate ấy, thì chúng ta lại phải học toàn bộ những kiến thức về validate. Thì anh sẽ để buổi sau. Đó, này anh tạm thời anh làm cái này trước đã. Rồi, thì anh cũng sẽ có request. Cái request này là đón nhận tất cả những dữ liệu mà người dùng request đây. Đó, và chúng ta cũng sẽ có try cat ở đây. Và cái cat của chúng ta sẽ có theo một cái format chung như thế này. Sau này chúng ta tối ưu sau nhé. Tạm thời anh sẽ viết nó hơi rườm rà như thế này, nhưng mà ít nhất là các bạn sẽ hiểu, để các bạn đọc và hiểu. Được chưa? Viết ngắn gọn quá lại không biết là cái này gọi đi đâu và làm gì, thì nó sẽ khó hiểu hơn. Đây, bây giờ anh sẽ tạo ra cái request như chúng ta thống nhất, là chúng ta sẽ viết service. Đây, anh sẽ có một cái phương thức, đó public function, anh để là save. Đó, save, anh ném thằng save lên trên đi, gì liên quan đến update service anh ném lên trên. Đó, và đối với save này thì anh sẽ truyền vào một cái ID, default của nó sẽ là 5. Đó, ok chưa? Bây giờ anh sẽ viết cái phương thức save ở mức đơn giản như thế này để các bạn có thể hiểu được. Thì anh sẽ sử dụng ở đây, anh sẽ sử dụng cái create or update để chúng ta làm nó. Đó, anh sẽ làm nó như sau. Đây. Thì anh sẽ là exam create or update, hay là update or create, sorry các bạn, update or create. Đó, và trong đây của chúng ta nó bao gồm hai cái mảng như thế này. Đầu tiên là ID, nó sẽ là ID của chúng ta. Thứ hai đó là dữ liệu mà chúng ta sẽ truyền vào. Thì anh quy định là dữ liệu truyền vào cái bảng Excel này chỉ có name thôi, đúng như database chúng ta thiết kế. Đây, thì chúng ta sẽ chỉ có name thôi. Đây, thì quay trở lại đây, chúng ta sẽ có name như thế này. Dễ. Name, và chúng ta sẽ truyền vào đây một cái data. Và thậm chí là cái data này của chúng ta các bạn sẽ phải ép kiểu nó là kiểu array, và các bạn ghi chú luôn cho anh là đối với cái param truyền vào này thì cái data này là array, và cái ID sẽ là kiểu in. Và
đề câu của nó sẽ là 5. Đó, thì các bạn sẽ truyền vào kiểu in như thế này. Ok chưa? Và đồng thời cái data này các bạn cũng sẽ phải chi tiết nó ra. Ví dụ data của chúng ta sẽ có bắt buộc khi truyền vào phải là name, kiểu như vậy. Đó, được chưa? Data key hiện này. Key thì sẽ là name. Anh để tạm như này. Ok chưa? Rồi. Thì chúng ta sẽ làm nó thôi. Như thế này. Đó, sẽ lên đây. Ok. Chỗ này chúng ta không return cũng được. Đó, nhưng mà chúng ta return để check là xem thành công hay không. Thì ở đây chúng ta làm một việc đơn giản, đó là chúng ta sẽ gọi đến cái service như thế này. Chúng ta save, anh sẽ truyền vào một cái name. Request của anh sẽ là name. Sau này chúng ta sẽ làm validate thì chúng ta sẽ biết là chúng ta chỉ cần làm như thế này là được. Còn validate nó sẽ xử lý hết nếu một khi người dùng nhập thành công, nhập giá trị đúng rồi thì nó sẽ đi được vào đây. Thì chúng ta sẽ nói đến validate sau. Và đây anh cũng sẽ respond, nhưng respond lúc này sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Anh chỉ respond như thế này. Đó, và thậm chí là chúng ta sẽ trả về cái dữ liệu mà chúng ta vừa thêm thành công nữa. Ok không? Thì đây, chúng ta sẽ có một cái ví dụ như vậy xem. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại cái API để chúng ta thử xem có vấn đề gì hay không. Cái chỗ này của chúng ta sẽ là data. Data name. Chúng ta quy định như thế này thì chắc chắn nếu chúng ta truyền sai là cả hệ thống nó lỗi. Đó, có những cái nó bắt buộc phải truyền đúng. Đó, bây giờ chúng ta cần phải validate nữa là như vậy. Ok, anh chạy lên này. Bây giờ anh tạo ra một cái API. Nhưng mà lúc này nó sẽ là colleagues. Extra. Đó, được chưa? Anh create new extra. Và cái method của chúng ta không phải là post nữa, là get nữa, mà là post. Đó. Và nội dung chúng ta truyền lên ấy, sẽ không có gì ở trên email cả. Save lại. Cái mà chúng ta truyền lúc này, chúng ta sẽ truyền như sau. Đây, thì anh sẽ truyền lên dưới dạng là JSON. Đây. Đó. Còn đây. Xam COVID. Đó, anh request lên. Chúng ta nhận được cái kết quả lỗi ở dưới phía dưới này. Thì chúng ta xem nó báo là đang sai chấm phẩy gì đó ở trong controller dòng 60. Đây, chúng ta vào đây. Xem này. Chúng ta bị thiếu mất một cái dấu này. Được chưa? Chạy lên này. Đó, lỗi đang trả về 500. Nó báo là finable property must assign cho extra, có nghĩa là cái trường ID chúng ta chưa định nghĩa ở trong cái module của thằng này. Đây, và name nữa thì chúng ta sẽ quy định thôi. Protected. Thì cái bảng này nãy thì anh sẽ dùng finable. Chúng ta có thể dùng access cũng được. Xét cũng được. Để là ID và anh sẽ để là name. Đó, lúc này chúng ta chạy lên này. Xếp lại. Đó, thì các bạn thấy là chúng ta đã vừa tạo ra được một cái bản ghi mới với ID là 31 và cái dữ liệu nó như thế này. Ok chưa? Đó, thì đây là cách chúng ta tạo ra một cái bản ghi. Ví dụ như là COVID-2020. Đó. Chúng ta chạy lên. Đó,
Được chưa? Quay trở lại danh sách này, chạy lên này, thì chúng ta thấy là chúng ta đã tạo ra, lấy ra được cái dữ liệu ở trang thứ nhất, thì chúng ta lấy ra được thằng mới nhất đây. Ok chưa? Đó, được chưa các bạn? Bây giờ anh sẽ làm phần edit. Anh sẽ để là update cái sang. Thì method của chúng ta sẽ là put. Đó, được chưa? Thì update exam các bạn xem router của nó này. Đây. API này, V1 exam và ID. Được chưa? Thì lúc này chúng ta sẽ làm như sau. Anh sẽ lấy cái kết quả của cái script này nhé. Anh sẽ ném vào đây để làm một cái sample API sample mẫu như thế này. Khi mà respond thì chúng ta có thành công. Đó. Đó, ok chưa? Đây là request lên thì nó giống như cái body này. Đó. Còn khi mà trả về thành công thì nó giống như thế này. Được chưa các bạn? Rồi. Ok. Và chúng ta sẽ update thì update nó sẽ như thế này. Chúng ta bị thiếu đây. Ở đây nó sẽ có ID. Anh viết thế này có nghĩa là nó là một cái ID. ID động. Đó. Và khi update thì chúng ta sẽ truyền lên cái gì? Chúng ta sẽ truyền lên cũng nội dung như thế này thôi. Đó. Và anh muốn là trả về thì cũng trả về cái respond như thế này, cũng là update cho cái nào thành công được không? Thì success. Đây là trường hợp thì success. Đó, còn cái này là fail. Fail thì nó sẽ giống ở trên này thôi. Đây, nó sẽ fail như thế này. Đó, cái này là massive fail. Rồi, ok. Chúng ta chạy lại này. À, chúng ta quay trở lại đây. Anh định nghĩa ra một cái phương thức là update. Đó, update này của chúng ta sẽ có ID và chúng ta sẽ có cái request. Chúng ta sẽ dùng request. Đây, như thế này, được chưa? Và chúng anh sẽ hoàn toàn có thể bê được toàn bộ cái này xuống như thế này. Đó, tại sao? Tại vì cái shape này của chúng ta sẽ truyền vào hai tham số. Đây, data và ID. Data chúng ta có rồi. Đây. Các bạn thấy là chúng ta có data rồi. Và chúng ta chỉ truyền thêm một cái là ID. Thì hôm sau anh sẽ nói về cái validate. Đó, trường hợp không có ID chúng ta sẽ phải trả về lỗi. Được chưa? Đây, như thế này. Đó, đây là trường hợp update. Chúng ta chạy thử lên. Ví dụ anh update cái có ID là 30 từ COVID-19, anh sẽ update nó. Chúng ta chạy thử lên. Đó, thì nó báo đây, cái 30 đã được updated. Quay trở về danh sách này, thì các bạn cũng sẽ thấy là nó đã update cái 30 đây. Được chưa? Ồ, vẫn là Corrid à? À đâu, sorry các bạn, đang update rồi. Đó. Và giả sử anh update cái 31 nó thành COVID. Update 31 chẳng hạn. Đây, 31 này. Và anh lên đây anh sửa này. COVID này, update for 31. Anh chạy nó lên. Đây. Rồi, ok, kết quả của chúng ta sẽ có như thế này. Quay trở lại danh sách, chúng ta sẽ nhìn thấy lúc này chúng ta đã update được cho thằng 31. Ok chưa các bạn? Đó, thì đây là toàn bộ cái phần mà chúng ta xử lý thêm, cập nhật và hiển thị danh sách, bao gồm phân trang và order cho thằng Excel. Đó, còn thằng sâu thì sao? Thằng sâu thì sao? Trường hợp là sâu có nghĩa là hiển lấy ra một cái, thì API của thằng sâu nó như thế này.
đâu nhỉ? Đây, yes. Đó, nó giống như API của update nhưng mà phương thức của nó là get. Đó, thì chúng ta sẽ làm đơn giản như thế này. Method của nó sẽ là show. Chuyển vào. Đó, thì anh sẽ phần show anh sẽ xử lý giống như thằng trên này thôi. Có nghĩa là nó hiển thị kết quả của Excel nào. Nhưng và theo ID thì bên service anh copy nguyên như thế này nhá, giữ nguyên được, chúng ta chỉ thay đổi ở đây thôi. Chúng ta sẽ thay đổi đây thì anh sẽ có một cái phương thức là file by ID. Đó, và anh chuyển ID sang service. Được chưa? Sau đó ở bên service này anh sẽ viết một cái method đơn giản đó là function. Tên method anh đã gọi ở đây file by ID, anh chuyển ID vào và anh sẽ return cái model chính là Excel file ID. Đây, ok chưa? Đó, lúc này chúng ta thử thì chúng ta sẽ tạo ra một cái method ở đây, một cái collection name ở đây chính là show sample. Đó, và chúng ta sẽ để là get. Rồi, chúng ta chạy show với sample 31 thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ lấy ra cái sample 31. Đó, và chúng ta nếu đổi cái sample 1 thì nó sẽ lấy ra cái sample 1 tương ứng. Đây, được chưa? Rồi, tiếp theo anh sẽ lưu các API này lại. Rồi, anh sẽ làm cái xóa. Thì lúc này cái này nó sẽ là xóa. Thì nó sẽ là delete API Excel. Method của nó sẽ là delete. Đây. Đó, delete. Và cái đường dẫn của thằng delete giống luôn. Ok chưa? Lúc này anh quay trở lại đây, anh sẽ viết một cái phương thức destroy. Public function destroy. Tại sao anh biết nó là destroy? Vì Laravel quy định cho chúng ta cái chuẩn khi mà dùng vì suộc rồi. Đó, chúng ta cứ theo chuẩn nó thì cái delete sẽ là method destroy. Và chúng ta có thể nhìn ở đây. Đây. Các bạn nhìn thấy không? Controller exam và trở đến destroy này. Đó. Thì destroy của chúng ta cũng là một hàng có ID truyền vào. Và bên này của chúng ta sẽ có public. Anh muốn là người viết chung luôn sẽ là delete. Và anh sẽ truyền vào là một cái ID cơ. ID này là một mảng. Đó. Và cái này thì anh sẽ trả về. Nó là một cái destroy như thế này. Đó, và anh chuyển cả cái ID mạng của bạn. Ok chưa? Đó. Quay trở lại đây thì anh nhận được cái ID này. ID này anh sẽ lấy nguyên như thế này và thằng đấy cho anh chỉ cần trả về true phone. Có nghĩa là chúng ta đã xóa thành công được chưa? Và ở trên này chúng ta sẽ gọi đến service delete. Exam service delete và chúng ta truyền vào nó là một cái mảng thì chúng ta sẽ truyền đi. Được chưa? Chúng ta chạy thử lên này. Đây thì đây là cái phần destroy của chúng ta. Anh giả sử anh muốn xóa thằng là một. Đó, xóa thành công thì các bạn quay trở lại đây các bạn sẽ không nhìn thấy thằng là một nữa. Nếu anh để sắp xếp tăng dần này, ASC này. Thì các bạn thấy ở trang một nó sẽ bắt đầu bằng 2. Đó, nếu mà anh xóa thằng số 2 đi chẳng hạn. Thì các bạn sẽ thấy là nó mất. Nó thằng xóa này sẽ mất. Đây. Đó, bắt đầu từ 3. Ok chưa? Thì đây là toàn bộ cái buổi hôm nay mà anh muốn demo cho lớp ở mức đơn giản như thế này. Đó, để các bạn hiểu được cái cách làm một cái chức năng quản lý liên quan đến thêm sửa xóa này, tỉ danh sách, viết API. Đó,
Và một điều nữa là chúng ta chưa apply, chưa đưa cái phần authentication vào. Đó, middleware các thứ đó. Đó, có nghĩa là quy định cái việc ai có thể access được vào cái API này. Đó, và những một vài cái rule khác nữa. Và chúng ta cũng chưa đưa được cái validate dữ liệu, ví dụ ID năng thì sao, kiểu vậy. Trên này nữa, không có ID thì sao, hoặc là hiển thị một cái mà đã bị xóa rồi thì chúng ta sẽ phải thông báo như thế nào. Trên này nữa, đó thì chúng ta sẽ làm nó ở buổi sau. Và buổi sau chúng ta sẽ nói về validate dữ liệu trong Laravel. Hôm nay anh sẽ nghỉ sớm một chút. Đó, vì lớp hôm nay khá là ít bạn tham gia, nên anh sẽ nghỉ và dừng cái buổi hôm nay ở đây. Các bạn có ý kiến gì không?